Kim Seon-ho vừa tái xuất đã phải nhập viện vì bệnh nặng hậu bê bối ép bạn gái phá thai. Sau khi vướng vào scandal liên quan đến bạn gái cũ vào năm ngoái, Kim Seon-ho đã có màn tái xuất khá kín tiếng. Những thông tin liên quan đến nam nghệ sĩ này liên tục nhận về hàng loạt sự quan tâm từ cư dân mạng. Mới nhất, thông tin Kim Seon-ho nhập viện đã khiến netizen không khỏi hoang mang. Vào tháng 10 năm 2021, Kim Seon-ho vướng bê bối ép bạn gái phá thai, gây chấn động showbiz toàn châu Á. Mặc dù đã được dispatch minh oan, nhưng nam tài tử vẫn hạn chế xuất hiện trước truyền thông, chỉ tập trung quay phim Set Tropics và chuẩn bị trở lại với vở kịch Touch the Void. Đến nay, cựu phóng viên giải trí Lee Jin-ho bất ngờ tiết lộ về tình trạng hiện tại của Kim Seon-ho. Theo đó, gần đây, nam diễn viên đã phải đến bệnh viện để điều trị căn bệnh zona thần kinh. Vì quá căng thẳng nên hệ miễn dịch của Kim Seon-ho suy giảm, dẫn đến việc mắc zona thần kinh, làm anh đau đớn và sốt cao. Trong video quảng bá cho vở kịch Touch the Void, Kim Seon-ho cũng gầy đi khá nhiều so với trước kia. Thông tin này khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xót xa. Không chỉ có người hâm mộ, các đồng nghiệp tại nhà hát kịch và các thành viên chương trình Today's One Night cũng luôn quan tâm ủng hộ Kim Seon-ho. Kim Seon-ho đã chọn tái xuất trên sân khấu kịch vì anh xuất thân từ diễn viên kịch và mọi thành viên đoàn kịch đều ủng hộ giúp đỡ anh. Lee Jin-ho cũng tiết lộ rằng ngay từ khi scandal xảy ra, các thành viên Today's One Night đã luôn an ủi động viên anh. Tuy nhiên vì tính chất nhạy cảm nên họ chỉ có thể nhắn tin riêng, không thể đăng bài công khai. Đến nay dù được khán giả mong đợi trở lại nhưng Kim Seon-ho vẫn bỏ ngỏ khả năng tham gia Today's One Night mùa mới. Kim Seon-ho sinh năm 1986, nam diễn viên đóng nhiều vai phụ trong các bộ phim Sếp Kim Đại Tài, Lan Quân 100 Ngày, Nhà Trọ, Waikiki 2, Cảnh Sát Bắc Ma, Startup. Trước khi vụt sáng trên màn ảnh nhỏ với vai chính trong Điệu Cha 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 Làng Biển 2021. Khi tên tuổi đang thăng hạng nhờ tác phẩm đóng cùng Shin Min-ah, cũng là lúc nghệ sĩ 36 tuổi vướng bê bối lớn nhất trong sự nghiệp. Tháng 10 năm 2021, Mỹ Nam họ Kim trở thành tâm điểm chỉ trích khi bị tố ép bạn gái cũ phá thai. Lùm xùm này khiến hình ảnh của Kim Seon-ho tổn hại nghiêm trọng. Ngôi sao đăng lên của màn ảnh Hàn đồng loạt bị các nhãn hàng tẩy chay, bị gạch tên khỏi nhiều dự án phim. Trước sự xôn xao của dư luận, Dispatch bất ngờ tung đoạn tin nhắn của Kim Seon-ho với Cha Yeon-ah từ 24 tháng 7 năm 2020. Đây cũng được xác định là khoảng thời gian Kim Seon-ho lần đầu biến bạn gái có bầu. Theo nội dung đoạn tin nhắn, cả hai đều rất bất ngờ khi biết đã ăn chơi trúng thưởng. Khi bạn gái đi viện khám, cái thai đã được 6 tuần. Theo Dispatch chia sẻ, ngày 24 tháng 7 năm 2020, Cha Yeon-ah đã nói chuyện qua KakaoTalk với Kim Seon-ho. Cả hai đã gửi tổng cộng 284 tin nhắn cho nhau chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Cha Yeon-ah còn chụp một số tin nhắn lại và gửi cho người quen. Trong đó, nam diễn viên không hề có câu trả lời rác rưởi nào như lời bạn gái cũ tố. Mặt khác, Kim Seon-ho còn tỏ ra rất đàn ông, chân thành và mong muốn chịu trách nhiệm với cô. Cụ thể, khi biết bạn gái có bầu, Kim Seon-ho mong cô hãy thật bình tĩnh, đừng lo lắng quá để cả hai cùng nhau giải quyết. Anh cũng mong được thưa chuyện này với bố mẹ hai bên và nói bản thân sẽ chịu trách nhiệm. Trái lại, Cha Yeon-ah tỏ ra rất lo lắng, sợ điều này ảnh hưởng đến sự nghiệp của hai người và còn nói mong đứa trẻ đến vào một thời gian khác thích hợp hơn. Cô vẫn muốn tận hưởng cảm giác yêu đương chứ chưa muốn ràng buộc nhau theo cách này. Trong một tin nhắn khác, Kim Seon-ho đề cập đến vấn đề bồi thường hợp đồng nếu kết hôn vì anh đã nhận lời tham gia một dự án phim. Tuy nhiên, anh lập tức gạt đi và khuyên bạn gái đừng lo lắng. Ngoài ra, nam diễn viên còn bày tỏ niềm yêu thích diễn xuất và nói cũng yêu bạn gái như diễn xuất vậy. Từ nội dung đoạn tin nhắn, khán giả không hề thấy Kim Seon-ho có ý định ép bạn gái phá thai hay lừa phá thai làm điều kiện để kết hôn như lời Cha Yeon-ah tố bạn gái cũ trước đó. Nam diễn viên Hometown Cha 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 tỏ ra rất lịch sự, yêu thương bạn gái và chân thành, chứ không hề tra nam như lời đồn. Sau đó vào năm 2021, cả hai bắt đầu xảy ra bất hòa dẫn đến chia tay. Cha Yeon-ah dường như không thể chấp nhận và tìm mọi cách để níu kéo trong vô vọng. Cuối cùng, Cha Yeon-ah đã đóng khung bạn trai trong hình ảnh trai nam xấu xa ép phá thai bội bạc. Trước đoạn tin nhắn được công bố, netizen đã hoàn toàn quay xe đứng về phía Kim Seon-ho. Nhiều người cho rằng nam diễn viên thật đáng quý khi vẫn sẵn sàng chịu trách nhiệm với bạn gái khi sự nghiệp đang trên đà phát triển. Trong khi đó, cô bạn gái trở thành tâm điểm chỉ trích trước những lời lăng mạ bạn trai cũ trước đó. Hơn hết, người hâm mộ đều thở phào nhẹ nhõm trước nhân phẩm thực sự của Kim Seon-ho. Có vẻ như fan đã không phải thất vọng khi gửi gắm niềm tin về phía anh chàng.